Xin chào các anh chị, các bạn xem kênh của Huyền Tota. Mình là Sơn ạ. Vâng, một chiếc Camry 2.0e đời 2013 các anh chị bạn nhé. 2.0e. Đấy, xe này màu đen, biển số thành phố. Anh chị các bạn ở thành phố thì không mất 20 triệu tiền biển nhé. Đấy, 2.0e. Đấy, rất đẹp các anh chị bạn ạ, màu đen. Đấy, đặc biệt là cái Camry mà màu đen thì mình rất là thích màu đen các anh chị bạn nhé. Nó tỏa ra một cái cực kỳ sang trọng. Đấy, sang trọng đẳng cấp. Đấy, Camry thì nó cực kỳ là đầm chắc, bền bỉ và máy nó rất là bền. Đấy các anh chị bạn ạ. Xe này thì tuyệt vời rồi. 2013 2.0e. Đấy, mời các anh chị các bạn xem. Nước sơn thì tầm được khoảng 85 đến 87% các anh chị bạn nhé. Đấy. Nói chung là về hình dáng, về ngoại thất bên ngoài thì nó y chang như là 2.5Q thôi. Đấy. Nó chỉ có điều là option thì nó thiếu, nó không bằng Q với lại G. Đấy. Xe này bên mình đang chào giá bán là 630 triệu các bạn nhé. 630 triệu và xe này đang nằm ở 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Các anh chị các bạn nào mà ưa thích những cái dòng xe như thế này á thì hãy đến cái địa chỉ trên, hoặc là gọi điện cho mình ở những cái số điện thoại trên màn hình nhé. Ok. Anh chị các bạn xem kênh vui lòng đăng ký và chia sẻ giúp mình nhé. Chia sẻ giúp mình về thông tin của chiếc xe này với ạ. Xin cảm ơn anh chị các bạn. Đây, anh chị các bạn nhìn này, đèn đóm em nó thì vẫn còn sáng choang, sáng trưng này. Đấy. Ga lăng ga liếc này. Rất đẹp. Màu đen, rất đẹp nhá. Đây, vỏ này. Bâm xe này, nói chung là nó hơi chảy xước chút xíu thôi. Nói chung là 23 đến giờ mà 9 năm trời rồi. Đấy. Vỏ thì chủ xe cũ đã thay vỏ này, năm 2020 này. Đấy. Vỏ Bridgestone 2020. Đây. Xe thì nói chung là đảm bảo anh chị bạn nhé. Keo chỉ, keo chiếc vẫn còn nguyên, không mất một ly nào hết. Mình đảm bảo cái vấn đề xe không có đâm đụng, không ngập nước. Máy móc vẫn còn zin nhé anh chị bạn nhé. Đây, nội thất đây, màu kem. Đấy. Nói chung là 2.5e, 2.0e thì nó không được như là quy rồi. Nhưng mà nói chung vẫn rất là ok nhá. Đấy, cửa thì kiếng auto một chạm, cả bốn kiếng nhá. Chống kẹt luôn. Đấy. Số tự động này, xe ốp gỗ, ốp đĩa các thứ này. Đây. Táp lô, táp đĩa đây như bạn nhìn này. Nó không có cái dấu hiệu gì là chảy xước đâu, không có chảy xước. Đây, táp bi cửa này. Đấy. Đây, một cái vô lăng đây. Đấy. Đây, cái gì bạn nhìn này. Xe thì Odo là 127.000 km. Đấy. Chạy 9 năm rồi mà 127.000. Nhưng nói chung là cũng không ăn thua gì đâu cái gì bạn ạ. Bởi vì riêng xe của Toyota thì người ta bảo hành hãng là đến 100.000 km cơ mà. 100.000 km mới hết bảo hành hãng mà. Xe này mới đi được 127.000 km. Ăn thua gì. Máy móc thì vẫn còn nguyên zin cái gì bạn nhé. Đảm bảo. Đây. Keo chỉ keo chiếc này. Quay thì quay, bên mình vẫn cứ bao. Trên cam kết là xe không đâm đụng, không ngập nước. Máy móc nguyên zin như bạn nhé. Đấy. Xe này thì 9 năm rồi thì không vay được ngân hàng nữa. Như bạn nào mua thẳng thôi. Đấy. Đấy. Xem cốp sau này. Đấy. Keo chỉ, keo chiếc các thứ thì vẫn còn nguyên zin nhá. Đảm bảo không có mất một ly nào hết. Đấy. Bên mình bán hàng, bên mình bao quay đầu nhá. Các chị các bạn nào mua một vài năm muốn lên đời, quay lại bán đi bên mình. Bên mình bao quay đầu. Đấy. Xe này thì biển thành phố. Các chị bạn nào mà ở thành phố thì không mất 20 triệu tiền biển nhá. Đó. Rất là tuyệt vời. Đấy, nói chung là ai có nhiều tiền thì mua xe đời cao, ai có tài chính vừa vừa thì mua xe đời thấp. Nói chung là Camry này đời này nó hơi thấp thật. Đấy, 2013 thì đi được 9 năm rồi. Nhưng mà thực ra thì riêng Camry nói riêng và hoặc là Toyota nói chung với các bạn ạ, nó rất là bền. Bền lắm các bạn ạ. Đấy. 9-15 ăn thua gì các bạn ạ. Máy móc nó vẫn còn đảm bảo nguyên zin.
Đấy. Đấy, mình mở cái khoang máy các bạn cùng xem này. Đấy, mà các anh chị bạn xem cái khoang máy của em nó này. Đấy, đây, có cabo này. Đây. Đây, keo chỉ đây. Đó. Lỗ tròn, lỗ vuông này vẫn còn nguyên. Đây, đây, cabo đây. Khung xương đây. Đấy, máy móc đây các anh chị bạn này. Máy đang chạy rất là êm. Đảm bảo các anh chị bạn nhé, xe thì chưa có máy móc vẫn còn nguyên zin, đảm bảo. Đấy. Một chiếc Camry 200E biển số thành phố, sản xuất năm 2013 và giá bán là 630 triệu. Giá bán này thì bên mình vẫn còn thương lượng nhé, các anh chị các bạn cứ đến xem xe, đi thử xe và thương lượng giá nhé. Xe đang ở 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Đấy, hoặc các anh chị các bạn là có thể là điện thoại vào những số điện thoại trên màn hình giúp mình nhé. Ok, các anh chị các bạn xem kênh thì vui lòng đăng ký và chia sẻ like giúp mình nhé. Xin cảm ơn các chị bạn đã ủng hộ kênh thời gian qua. Ok, Camry 200E 630 triệu, rất đẹp, rất đẹp nha bạn nhé, rất đẹp. Xin chào các chị bạn nhé.